sao đứng đây mình tội vậy? Ấy da. Phải cẩn thận. Em ơi. Chào, quay dây đến bưu điện với. Đây 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 lên đây, tôi cũng tới chỗ đó đây. Cái xe em đâu rồi? Mới lắp vô lại mất xe rồi. Phải. Hello, xin chào tất cả anh em, lại là mình XG đây. Thì mấy hôm trước á, cái server bộ tộc roleplay á, nó nghẽn, nó đông nhiều quá, các bạn vào không được không? Bây giờ thì PC Gaming đã cho ra một cái server mới, nó lên tới 1.000 người lận. Và cái cách tải thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Đầu tiên đơn giản lắm, các bạn cứ đầu tiên mình để cái link tải trang web này. Trang web này là nó có đủ về bên tăng FPS nè, về nói chung là những tăng tật, những cái gì liên quan tới GTA 5 á, là mod rồi đủ thứ kiểu hết á. Thì mấy bạn hay tải ở trên kênh YouTube mình thì chắc biết rồi. Thì bây giờ mình sẽ update cái cách vào server 1.000 người này cho các anh em nhé, server mới. Đầu tiên á, thì cái RAM MP cũ thì mình không xài nữa, mình tải về một cái RAM MP mới nè, là mình vào đây mình tải này. Okay. Hiện nó báo up thì mình cứ tắt nó đi. Trang web chính nó vẫn ở đây. Okay. Thì mình đã làm lên cái link mới cho anh em dễ tải nè. Mình cứ tải về mà, tải về rồi mình giải nén ra. Tắt đi. Rồi thì tầm chừng này 345MB không? 345MB thì mình tải nhanh thôi mà. Rồi, như vậy là mình đã tải về xong rồi, thì mình tiến hành mình giải nén nó nhá. Xong. Đây. Thì trong đây nếu mà mình muốn chạy thì mình hãy chạy cái file updater nè. Nhưng mà bữa trước á, mấy bạn đã có đăng ký tài khoản ở những cái server cũ á, thì bây giờ mình phải đăng ký lại nha. Đây nè, mình để cái link đăng ký đây. Copy. Dán. Đó, giờ mình tạo thêm một cái tên tài khoản mới. Rồi bây giờ thì các bạn tạo tài khoản mới nha. Đây, tài khoản email, mật khẩu, xác nhận mật khẩu, rồi captcha này. Ok, sau mà khi mà các bạn đã đăng ký thành công thì nó ghi là tài khoản đã được khởi tạo nha. Và các bạn nên nhớ là cái email mà mình đăng ký bữa trước thì mình dùng một cái email khác nha. Tại vì nếu mà cái email hôm trước thì nó đang trùng lập á. Và mình có thể có cái web cập nhật mật khẩu nhưng mà hình như nó đang bị lỗi. Thì mình cứ tạo một cái, mình dùng một cái email mới đi. Email mới rồi mình nhập mật khẩu, xác nhận mật khẩu thôi. Nhiều lúc các bạn dùng cái email rác cũng được, không cần phải là email chính của mình đâu. Nhiều lúc nếu mà chơi tâm huyết quá thì dùng email chính thôi. Chứ còn nếu không thì email rác thì cơ bản đây thì cũng chả ai hack hết gì của bạn hết. Ok rồi nhá. Bây giờ mình tiến hành vào game này. Thì mình mở cái, đầu tiên là mình mở cái này lên nha. Copy cái bạn nhấp chuột phải vào cái updater này. Các bạn send to desktop xíu là shortcut này. Đó, để vậy cho bộ tộc server. Ok thì mình để vậy cho mình dễ nhận biết thôi. Rồi, thì mỗi lần mình chơi cũng lẽ mình cứ mở folder vào mình chạy biết nó mà. Mình cứ click thẳng vào đây nha. Ok. Rồi. Tới đây thì mình muốn vào cái port á thì nó đây IP thì mình để đây nha. Các bạn mở cái này lên. Các bạn dán IP vào. Rồi các bạn copy port này. Rồi các bạn dán vào đây, sau đó bạn tiến hành connect. Ê anh em ơi, hết chưa? Hết rồi đúng không? Ờ hết rồi anh ạ. Hết rồi. Vừa mới sấy một lúc. anh vừa sấy cái màn hình này, đó, sấy cái bàn phím nè, sấy cả con chuột luôn. Ok, như vậy là mình đã tiến hành vào được game rồi. Hiện tại ở đây có 176, 177 trên 1.000 người nha. Server nếu mà các bạn để ý bên góc bên tay phải trên cao thì các bạn sẽ thấy 178 trên 1.000 người. Đây này, thuê xe miễn phí thì mình sẽ được một chiếc xe. Rồi mình đi. Thì đầu tiên vào game thì các bạn làm gì thì đục đục mà sạch thế nhờ.
phải chạy tới cái tòa thị chính này. Chạy tới đó rồi mình kiếm giúp nha. Mới vào thì bên tay phải mình thì có cái menu này. Bao phần các bạn mới chơi nhiều thì biết rồi, còn bạn mới chơi thì bạn để bên menu nhé. Đầu tiên bấm N nhắn để nói không, các bạn phải vào setting nè. Rồi các bạn phải vào phần voice chat này, rồi các bạn on nó lên này. Rồi ok. Ở trên đó là mình nghe, còn ở dưới là mình nói nè. Đó. Bạn để voice active rồi đó. Mình để vừa phải thôi, còn nào muốn nghe tiếng mic in game nó nhỏ thì các bạn nhỏ lại, thế là xong rồi. Vào game mình gặp người thì cứ mình bấm N để mình nói nha. Còn bấm Y thì mở túi đồ. Đó, M điện thoại hành động rồi các bạn cứ vào các bạn tự tìm hiểu tự chơi nhá. Trong ví mình thì có 500 đồng, đầu tiên thì mình nên đi xin việc trước đi. Rồi mình tới tòa thị chính xin việc, tòa thị chính ở đây này. Đó, chạy chạy luôn ấy. Thấy anh em nhá, mình bây giờ thì mình chạy tới này, có thể đoạn này rồi mình sẽ skip qua cho anh em. Ok anh em, như vậy là mình đã tới được cái tòa thị chính rồi. Mình tiến hành rồi mình đi vào nhá. Đó, xe đâu giấu kỹ kỹ với mấy cha ra, mấy cha lấy chạy mất nữa. Giờ muốn xe thì mình bấm chữ L nè, mình khóa phương tiện lại. Rồi, mình đi vô đây. Coi ai lụm xe của mình đi nha. Rồi, tới đây thì mình bấm E này. Rồi, vào trong đây. Đi xin chết. Ê chị, có gì làm không? Ok, đầu tiên thì khả dụng đối với mình thì chỉ có được hai chấp thôi. Một là thợ điện, còn hai là cắt cỏ. Thợ điện thì có lẽ là dễ làm hơn, tiền nó nhiều hơn tí. Rồi thì mình đi làm việc thôi. Ok. Bấm hay là mở khóa phương tiện. Nón vô đi cho nó chắc cú. Giờ thì rồi đây là vô chớp thì xe nó tự báo cho mình đường đi tới đó luôn. Ok, mình sẽ chạy tới mình làm những nhiệm vụ đầu tiên. Mình lên level rồi mình mới bắt đầu mình nhận được những cái job nó cao hơn. Ok. $500 casino. Trong Discord của bộ tộc thì cũng có đông anh em chơi đó, Dép Nguyễn nè, Piu Piu này, Rip 113 này, Killer 7 nè, nói chung mấy streamer rồi nhiều đang chơi server này. Do đó thì cứ gặp mấy streamer thì anh em cứ cư xử lịch sự nha. Chơi roleplay á, các bạn phải hiểu rõ được cái tính chất của roleplay á, mình phải lịch sự. Phải làm đúng cái nhân vật của mình, mình nhập vai. Còn các bạn muốn chơi mà phá phách thì cứ vào online các bạn chơi, các bạn bắn phá rồi cho nó thoải mái. Nơi xe này đi rùa quá, cái dốc cao vãi lên nè. Chậm hơn đi bộ nữa không? Ok, nói chung chơi roleplay thì anh em phải thăm ngàn khá là nhiều rồi mình mới có tiền. Rồi sao đứng đây mình tội vậy? Ây da. Phải cẩn thận. Nghe không ơi? Đây, lên đây, tôi cũng tới chỗ đó đây. Xe ông đâu rồi? Mới lắp vô lại mất xe rồi. Phải. Đắp máy rồi, không sáng rồi. Ôm ơi. Ok. Ok, được.
Ok, vô làm việc nào. Thì mình vô đây để mà mình nhận job nha. Rồi, bấm E để mình nhận job và bắt đầu mình vào đây mình đi làm việc thôi. Nhìn trên minimap mình thấy cái điểm nào màu đỏ thì mình tới đó mình làm. Cứ một lần xong là mình được 7 đô nhá. Trời ơi, thợ điện lắm thợ điện vậy. Đó, thì ông cứ làm tèn tèn thôi, 7 đô thì nó lên chậm 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 từ từ, nên mình làm xiên thì tầm tệ của mình tầm có 1.000 rồi. Ok, nếu mà anh em vào chơi ấy, thì mình chăm chỉ làm thì tầm 1 tiếng là mình lên được một level nhé. Tới level 1 thì mình sẽ có nhiều việc để mình làm. Bấm F10 nè. Trước. Tới level 1, level 0 á, thì lương rất là thấp, đúng không? Bởi vậy á, mình vào mình làm mình kiếm tiền bèo bèo thôi. Tới level 1 thì mình bắt đầu mình đi giao thư. Rồi tới level 2 thì các bạn làm những công việc khác. Đó, cứ từ từ các bạn chơi cái rồi các bạn F10 nhé. Các bạn chơi rồi các bạn sẽ lên level từ từ. Những cái công việc nhỏ nhỏ vậy đấy, mình ráng mình làm. Nếu mà mình đi AFK không trong server thì tỷ lệ mình bị ban nó cao nhá. Mình cứ đi thăm ngàn, mình đi làm việc từ từ, mình kẹp ngân rồi mình kiếm tiền mình mua xe, mua gái nhá. À lộn, mua nhà nhá. Ở server 1.000 người lận nên bây giờ hiện tại nó mới chỉ có 300 mấy thôi. Anh em cứ và chơi thoải mái và ít bữa nữa anh nghĩ là cũng sẽ có thêm được nhiều server để mình chơi đấy. Ok, thì có lẽ là mình sẽ hướng dẫn sơ bộ cho các bạn như vậy thôi. Rồi các bạn vào, các bạn cứ đi làm việc nha. Cứ để ở đây làm việc này. Nếu mà các bạn muốn đơn job thì các bạn chỉ cần ra cái chỗ trên đây, cái chỗ có biểu tượng điện ở trên bản đồ đó. Đó, các bạn tới chỗ đó đó. Ok, có lẽ là mình sẽ dừng clip ở đây. Anh em cứ làm việc rồi mình lên level rồi mình tới tòa thị chính mình nhận những cái job khác. Đó, rồi bắt đầu mình kiếm được nhiều tiền hơn, cái mình có thể là mình đi mua nhà này. Đó, trong đây thì còn rất là nhiều nhà trống. Nếu mà mình không chăm chỉ người ta mua hết thì ít bữa muốn kiếm nhà rồi mình đi lên đâu tiếp tiếp mấy cái khu xa lắc xa lơ cho đây mình mua may ra còn nhà. Đó, rồi mua xe, mua đồ rồi xin những cái công việc má VIP slip hơn để mình làm. Ok anh em nhá. Thì có lẽ là mình sẽ dừng ở đây. Rồi, hẹn gặp lại anh em ở những cái clip sau nhé. Nếu mà anh em thấy cái bài viết của mình hữu ích á, thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều.